Xin chào mọi người nha. Xin chào tất cả các anh em trong hội Doberman Việt Nam. Trong ảnh, trong clip, trong video đó là một cá thể. Đó là cún Doberman có tên là Ali Von Mạnh Cường. Đây là cún đực. Sáng nay thì mình có đăng một đoạn video đấy. Sáng nay mình có đăng một đoạn video đó là một cún cái. Còn đây là một cún đực. Ngồi xuống. Lý do tại sao mình lại sở hữu hai anh em cùng đàn như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì thực ra bạn này ấy, là mình đang nuôi hộ của bạn thân, còn cún của mình thì là cún cái, đây là cún đực. Cún này tên hiện đang sở hữu chính chủ, theo tên đó trong giấy tờ đó là của Nguyễn Chí Tuấn. Xin chào Huy Tâm nhá. Đây là cháu của Tuấn nhá. Lý do mà mình được sở hữu hai anh em cùng đàn đến từ trại Phạm Mạnh Cường đó là cậu bạn thân của mình có mua cún này từ trại của anh Cường Cát. Năm vừa rồi thì cậu ta có bận phải đi học, có gửi mình, và mình nhớ là từ cái thời gian đó là khoảng rằm tháng 7 của năm ngoái thì là cậu bạn có gửi mình, và cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận lại con này, bởi vì là học xong thì công việc công tác còn chưa ổn định. Chắc chắn là khi nào cậu ta ổn định đơn vị công tác mới thì sẽ nhận lại con Doberman này. Và với mình thì là chỗ tình cảm, anh em nuôi hộ không vấn đề gì cả. Đây là một cá thể cún đực có da phả. Nào, ngồi xuống. Rồi, đó rồi. Có da phả, bố mẹ đều nhập, và người nhân giống ra là anh Phạm Mạnh Cường, và một cái tên cũng rất là hot trong làng Doberman. Hiện tại thì chỉ còn độ chục ngày nữa thì sẽ đến sinh nhật 2 tuổi của bạn Doberman này. Bạn này sinh ngày 19 tháng 3 năm 2016. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay video trước để cho mọi người nhìn thấy tổng thể của con Doberman này. Thực ra thì mình cũng không biết sâu chó như nào đâu, chỉ biết nuôi thôi, cũng không biết sâu. Đấy, bảo chưa có ai dạy sâu, hoặc là nói chung là những cái trại có tiếng, ví dụ như trại anh Phạm Mạnh Cường hay là trại anh Nguyễn Hà, và thực ra là chính các cá nhân các anh đó thì mình cũng chưa có thời gian để đến học hỏi kinh nghiệm. Mình chỉ học hỏi kinh nghiệm vừa qua cái diễn đàn đó là hội Doberman của Việt Nam, và trong khi đó thì mình cũng có theo dõi một số các diễn đàn về các giống chó khác. Rồi trong đó
có rất nhiều những anh em cũng rất là nhiệt tình, rất là tâm huyết, không chỉ là với dòng Doberman và còn có rất nhiều các dòng chó khác, có rất nhiều các anh cũng rất là nhiệt tình. Mặc dù là ở quyết nhà quê thì nói thật là cũng chưa gặp các anh bao giờ, thế nhưng mà được cái là các anh cũng chỉ bảo rất là nhiệt tình về cách nuôi, cách về nói chung là về mọi mặt liên quan đến chó là các anh sẽ ngồi xuống thì các anh sẽ chỉ bảo rất là nhiệt tình. Đấy, thực ra là có đang ngồi xuống rồi. Hiện tại một cún đực và một cún cái như này mình cũng nuôi thì thực ra cũng chưa, so với các anh em mình nuôi cũng chưa được tốt lắm đấy, nhưng mà tổng sao thì cũng rất là mong muốn có được sự ủng hộ, sự đóng góp, sự chỉ bảo nhiệt tình về cách chăn nuôi, chăm và nuôi hoặc là chăn nuôi để cho con Doberman nó được đẹp và nó được tỏa sáng. Huy ơi, ở trong này thì có đang thấy là bạn Huy Tầm, một cũng là một cao thủ, và cũng Huy là đúng là cũng chưa gặp bạn Huy Tầm bao giờ, thế nhưng mà cũng nhận được nhiều những kinh nghiệm mà bạn chia sẻ cho. Thế mình biết Huy Tầm qua chủ của cún đực này là bạn Nguyễn Chi Tuấn. Ôi. Hiện tại là bây giờ là cũng gần 6 giờ chiều rồi. Ấy. Ôi giời. Rồi. Đấy, cậu này cậu ấy thấy một con chó ta. Đấy, là mà này đặc biệt là con chó đực. Đấy, cho nên là cậu ấy phải đứng dậy để bảo vệ lãnh thổ của mình. À, ngồi xuống. Đi. 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 Thôi. Rồi. Rồi một cún đực cũng tạm được trong dưới sự chăm sóc và dìu dắt của biết nhà quê. Anh em trong hội xem clip mà có những kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhá. À, và thêm một chi tiết nữa là sắp tới ngày 10 và ngày 11 tháng 3 tới thì có những cái chương trình chào em. Có những cái chương trình có chương trình sâu chó, đặc biệt là có trong đó có cái dòng chó mà Doberman của chúng ta thi đấu, thì cũng rất là mong muốn là các anh em và những chú chó của các anh em phải tỏa sáng hết mình, và quyết nhà quê sẽ mang tới một món quà nhỏ, đó là hai bình sen bằng gỗ tặng cho dòng Doberman. Chỉ có hai bình sen duy nhất cho một cá thể xứng đáng. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi, cho nên là ánh sáng thì cũng không còn nhiều nữa, cho nên là nhìn con cún toàn màu đen thôi. Nhưng mà để trưa mai mình sẽ quay buổi trưa cho rõ ràng. Ôi! Được rồi, nhanh! Được rồi!
Đấy. Đây là một cún đực của anh bạn thân anh ấy gửi. Còn cún cái của mình ở trong đang ở trong nhà. Rồi mình sẽ quay video trước nhé.